Chợ ô tô cũ Quảng Ninh xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Phương Đông Uông Bí Quảng Ninh. Vâng, hình ảnh quý anh chị các bạn đang quan sát là chiếc xe Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu là năm 2019. Vâng, chiếc Chevrolet Colorado được trang bị số tự động một cầu và máy dầu 2.5. Cái màu trắng, đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe. Xe được trang bị la răng đúc, có lắp thùng thấp, xi nhan tích hợp gương, màu trắng biển 36, biển của tỉnh Thanh Hóa. Xe rất là cứng cáp. Vâng, chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018, số tự động một cầu bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Vâng, con này thì trước đây Đức Trung đã quay rồi, lay lên sóng lại để đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng, các anh các chị các bạn hỏi, thì hôm nay Đức Trung quay lại chi tiết và giá thì có cái phần giảm. Đợt trước là Đức Trung quay là 535 triệu, thì nay giảm xuống 15 triệu. Đấy, anh chị các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp để Đức Trung tư vấn. Xe rất là đẹp. Cái dòng này thì máy móc gầm bệ của nó rất là bền, nó chỉ có kém một cái là cái thân vỏ của nó thì nó hơi ồn khi mà di chuyển ở trên đường, thì là nó độ ồn nó cao hơn một chút. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 8 lít thôi, rất là tiết kiệm luôn. Và cái giá của nó thì vô cùng hợp lý. Nếu như mà 2018 như con này mà bản XLS thì quý anh chị các bạn phải mua khoảng thời điểm này phải mua khoảng 600. Đấy, nó phải chênh so với con này khoảng loanh quanh 100 triệu. Rồi về form dáng, về kết cấu thì nó cũng không thua kém gì những cái dòng bán tải khác. Ta có thể quan sát cái phần đầu xe, các cái cặp đèn nguyên bản. Đèn pha, đèn gầm. Đèn thì vẫn là halogen thôi, được trang bị ốp đèn mặt ca lăng mạ chrome. Logo dấu cộng rất là đẹp. Sơn xi màu trắng. Để ngoài này thì nó hơi bụi anh chị nhé. Đi được quốc lộ 18 này nó rất là bụi, đặc biệt là về cái mùa này, cái mùa hanh khô này nó bụi. Lốp láp còn rất là đẹp. Máy móc gầm bệ zin hết. Có bậc tước bước to bản, la răng đúc phanh đĩa. Cỡ lốp cũng khá là to, 24570R16. Cái đăng kiểm thì đến tháng 2 năm 2023. Gương ốp chrome, có xi nhan tích hợp gương. Con này gương kính chỉnh điện hết, có cả gương cầu. Nó tăng thêm cái độ quan sát rất là rộng. Tay hõm cửa thì ốp chrome rồi. Hay lắp thùng thấp rất là đẹp. Con này được cái là lốp láp đẹp cả dàn. Sắt xi gầm bệ chất. Con này thì không có cái điểm chê. Và giá rổ cái đợt này thì vô cùng hợp lý. Xe còn rất là bẩn nha anh em. Đất cát vẫn còn bám đầy. Con này rửa đi rất là sạch đẹp. Sơn xi mọi thứ nào ok hết. 2018 còn rất là mới, để đăng ký 2019. Thùng bệ nó chỉ bẩn thôi chứ còn mọi thứ là nguyên zin. Zin từ cái lòng sơn cho đến cái phần đinh bấm keo chỉ, các cái phần bu lông này là nguyên bản, chưa tháo lắp, chưa chỉnh sửa. Đấy, nhưng mà các cái phần keo chỉ ốc ác này là nguyên zin. Lốp dự phòng này rất là mới, dày dặn, gầm bệ chắc chắn. Cái bộ nhíp cũng như là hệ thống giảm xóc, hệ thống treo nguyên bản, chưa có tháo lắp, chưa có chỉnh sửa. Cái màu sơn vẫn là màu sơn zin, không có mục mọt, không có han gì. Lốp sau bên lái, phanh tang trống. Đây là răng cua lốp, mọi thứ là ok hết. Đấy,
bậc bước, các cái form cánh cửa, form đầu xe, form đuôi xe còn rất là sắc nét. Hiện nay dầu nó đắt hơn xăng nhưng mà dầu nó vẫn cứ tiết kiệm. Cùng là cái chấm 2.5 như nhau, nếu như mà máy dầu thì nó chỉ 8 lít, còn nếu mà máy xăng thì nó phải ăn vào tầm khoảng độ 11-12 lít. Nên là máy dầu nó vẫn kinh tế hơn và nó chở được hàng hóa, độ an toàn lại cao hơn nhiều. Đây, nội thất ghế da màu đen, vô lăng 3 chấu, có túi khí, điều hòa nóng lạnh 2 chiều. Có màn hình, có hai màn hình nhé, màn hình theo xe, màn hình tích hợp ở trên gương, số tự động một cầu, hộp tì tay. Tất cả mọi thứ là nguyên zin hết, nên là anh chị có thể mang xe đi check gara hoặc là check hãng tùy ý. Bao đâm đụng ngập nước cho anh chị, và nếu sai thì bên Đức Trung sẽ chịu mọi cái chi phí, trả đủ tiền cho anh chị. Trong những cái lúc mà thị trường xe nó trầm lắng này thì khách hàng đến với chợ Tô Quốc Quảng Ninh là một cái điều rất là trân quý. Bởi vì là bên mình thì làm bán tải cũng rất là lâu rồi, cái thương hiệu gần như là mạnh nhất toàn quốc về bán tải. Hiện nay thì những cái con xe mà nó có những cái vấn đề hoặc là nó sử dụng lâu năm quá thì bên Đức Trung sẽ dần dần là sẽ không nhập nữa. Đấy, quay sang làm thương hiệu, làm toàn những cái xe chất thôi. Cam kết là xe không một lỗi nhỏ, anh em mua sử dụng được bảo hành dài hạn. Hầu hết là bán về các cái tỉnh rất là xa, ví dụ như là Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đặc biệt là các bác ở trong Tây Nguyên thì cũng mua ở chỗ Ô Tô Cúc Quảng Ninh thì rất nhiều các cái mẫu xe bán tải. Các bác ở trong Đắk Nông, Đắk Lắk hay là ở trong Lâm Đồng. Đối với chiếc xe số tự động một cầu này thì là nó phù hợp với lại cái địa hình nó như là ở Uông Bí này thôi, hoặc là những cái khu nó rộng rãi. Nếu mà đi ở trong phố thì nó cũng hơi bất tiện, bởi vì là cái kích thước của nó rất là to, mà cái góc lái của nó thì nó cũng lại hẹp. Thì chính vì thế này là đi thì những cái vùng nó đông đúc khu dân cư rồi đường xá nó chật hẹp thì đi bán tải thì nó sẽ mất đi cái lợi thế. Thế còn đi đường trường hoặc là đi các cái địa hình mà đèo dốc thì rất là ok. Đây là khoang động cơ của chiếc Chevrolet Colorado 2018, đăng ký 2019. Con này máy móc nguyên zin. Đây là cái cụm ABS, bình nước phụ. Ốc cabo này là nguyên zin hết 100%, keo chỉ cũng như là các cái miếng nỉ này còn rất là đẹp. Cam kết với anh em là xe đẹp không lỗi. Anh em mua xe thì liên hệ trực tiếp với Đức Trung theo số điện thoại 0965 951 955. Số điện thoại thì Đức Trung sẽ ghim ở trên góc màn hình. Thế và địa chỉ xem xe là ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Hơi bụi bẩn chút, xe nó còn rất mới, cái da máy còn rất là sáng. Động cơ 2.5 Chevrolet, máy zin 100%. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu xe Chevrolet Colorado 2018, số tự động một cầu, máy dầu 2.5, giá chào bán là hơn 500 triệu đồng. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm đến cái mẫu xe này hoặc là những cái mẫu xe khác thì bên Đức Trung còn rất là nhiều. Đấy, có hết tất cả các cái thương hiệu
ví dụ như Nissan Navara, Toyota Hilux hay là các cái dòng Mazda Ford. Ford thì có XLT, XLS và có cả Y-Check. Đây, những cái dòng xe rất là chất lượng. Đấy, và giá cả cái thời điểm này nó vô cùng là hợp lý để anh em mua về sử dụng. Và cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Đấy, xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chợ ô tô cũ Quảng Ninh trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.